Chào quý vị, hôm nay em ra quán đồ cũ, thấy có một con Akai hàng cũ, nó rất là đẹp, ngoại hình rất là ok, nhưng bán ở cái hàng tem xanh, hàng hỏng, nội dung hỏng như đây. Đây đây, check cơ kỳ tiếp vừa xây xe đẹp cái master lục ống che kỳ Migi nó thì sao cứ cái đây thì khi mà người ta check âm thì cả bên phải này này thì người ta cái này có vặn ok, nhưng mà thì cái chỗ chỗ điều chỉnh âm bên phải quý vị, nhưng mà cái âm thanh ra nó nhỏ. Ở đây thì người ta có ghi là cái bên phải của cái meta này, nó bị qua rơi, không biết là qua rơi làm sao, nhưng mà người ta ghi là cái bên phải nó bị qua rơi, nó không không tốt đâu quý vị. Còn cái này chắc là Việt Nam sửa thì chắc là không vấn đề. Mà anh cũng thi thoảng mua ba cái hàng lỗi nhỏ này về sửa lại, vì sửa Việt Nam thợ rất là ok, rất là giỏi, nên là mấy cái lặt vặt này. Con này bán 2 man chưa thuế, còn 2 man 2 cả thuế, 2 man 2 cả thuế. Hiện tại tôi tầm bao nhiêu ta, 3 triệu rưỡi, 3 triệu rưỡi hơn 3 triệu 6 đó, thì cước là nhằng nữa rồi tầm bên này nữa thì là rơi tầm 4 triệu triệu mua con này, chưa kể cước về Việt Nam. Về Việt Nam tính theo cân 185.000 một cân đường bay, 10 ngày về Việt Nam, còn 100.000 một cân đi đi đường biển, 2 tháng về Việt Nam. Đấy. Đấy, có nội dung là cái âm thanh điều chỉnh bên bên, bên phải á, thì có điều chỉnh được, nhưng mà cái âm thanh ra nhỏ khi không nghe được. Akai 1730 D-SS, em sẽ xem phía sau cho quý vị coi, vì nhân viên đứng ngay gần đây em không dám nói to nên là quý vị hết thông cảm. Phía sau là quý vị, phía sau thì Akai Made in Japan, có ghi dưới cho quý vị nha, đó 1730 DSS. Nói chung hộp gỗ vẫn còn rất là đẹp. Đấy, con này rất là ok, đẹp, nếu mà quý vị nào sửa được thì con này rất là ok. Điện đó vẫn vào những cái bên trái thì ok hết, nhưng cái bên phải thì nó có vấn đề là âm thanh nó ra nhỏ và có khi không nghe. Cái vặn vặn này này nó cũng người ta bảo là không tốt. Đấy quý vị, em vặn quý vị thấy này, cái này là vặn sang chiều ngược kim đồng hồ là nó nặng, sang chiều kim đồng hồ nó nhẹ, cái này thì cả 2 chiều nó nhẹ hơn. Đấy, 2 chiều nó nhẹ luôn. Cái này nó có vấn đề là cái quay này, này. Người ta ghi cả bên phải đấy nó có Ugoki và là cái hoạt động nó hơi lỗi, đây nó không được tốt. Đây cái 4 kênh là cái cây Akai này là đầu là tai ô 4 kênh, nghĩa là đáp ứng được 4 kênh đó. Đó, rất là đẹp, em quay xa cho quý vị thấy cái gỗ còn rất là đẹp long lanh, cái mặt ngoài còn rất là đẹp. Thi thoảng cũng có nhiều anh hỏi cái đó cay, mà thật ra nó cũng ít nên là em cũng ít quay mấy hàng con xấu, em không muốn quay mất công với vị cô chú xem. Ngoài ra thì bên cạnh nó có mấy con cặp loa Pioneer em quay luôn, CSX060 2 x 2 cả thuế 3 triệu rưỡi, công suất của nó là 200W, điện trở là 8 ohm, tần số là 20 đến 20 50 Hz đến 20 kHz. Nó có 3 đôi, nó có đôi này là đẹp hơn là 2 man rưỡi, là tầm 5 triệu và cả thuế. Con này thì 3 triệu rưỡi, hai cái cặp này thì chưa gần trước trước 5 triệu đâu, 4 triệu 6 gió. Hai cặp này nó chỉ có 3 triệu rưỡi cả thuế. Em này thì lâu lắm em mới quay lại cái cửa hàng nó cũ này, vì ở ngay cái chỗ này thì là chỗ nhân viên người ta đứng nên là cũng không không quay nói to được quý vị xem, thì quý vị hết sức thông cảm. Nhiều anh có vào bảo mày nói to lên để cho bọn tao nghe, nhưng mà thực ra nói là em muốn nói to lắm như ở nhà, nhưng mà đây là quán người ta, mình quay người ta ghi xin phép quay em là quay, gọi là quay lén cho quý vị cùng xem. Đây bên này có mấy con âm ly đàn đông em lướt qua cho quý vị xem, thì em nói xong
con DCD đời nông 1500 AE này. Con này giá là 7 triệu và gì đó, chưa cước, có điều kiện đầy đủ hết, còn đẹp. Con này là con TIAC CD thì không thèm quay nữa luôn. Đây, con Sui AU D607X, 3 man 3 cả thứ, nó tầm 5 triệu, 1 rưỡi đó. Này thì vẽ rồi. Cái cước đi biển là con này tầm 23 cân, thì 2 triệu 3. Về Việt Nam là khoảng tầm cả cước cái này nữa là 2 triệu 3 cộng 5 triệu rưỡi là 7 triệu 8. 2 triệu 8 cả cước đang quanh tầm 8 triệu rưỡi đó. Cũng khá là, nói chung để mà đu theo cái cước của theo cái giá của anh em Việt Nam bán thì khó, không theo được. Này, bên này là gì đây? Đường ông PMA 2000 này, 7.7, 180W, tấm ôm và 320W 4 ôm. Con rất đẹp long lanh luôn này. Con này thì bảo hành 3 tháng và đầy đủ, nhưng mà không có remote. Có dây nguồn và dây đấy thôi, dây nguồn thôi, không có remote control. Ok, dưới này là Sunsui 007XR, trên kia X, nữa XR giá bằng con X luôn. Này, này con này cao hơn, Sunsui vàng này nó cao hơn, cao hơn 5.000. Đấy, thì đây nó có mấy con đó quý vị, thì em sẽ đi lướt một vòng cho quý vị xem. Em đi tìm cái máy mài, thì gọi em mài mấy con dao cho mấy anh chị mua Việt Nam người dùng á, còn thợ buôn thì em chơi cả lô về luôn, thì người ta tự làm thì không cần làm gì rồi. Nhưng mà khách cái dùng lúc người ta bảo mài những con nó bị dị thì mài cho người ta luôn á, thì em vẫn mài. Mài thì gọi rảnh rảnh em mài cho vui, em mài giúp thôi, chứ còn em cũng không phải là lấy công gì vì một con dao nhỏ nhỏ bán vài trăm nghìn thì. Đây khá là nhiều đồ. Đại bằng hồ rồi gì đó. Bên này có một số cái con súp. Tí nữa em sẽ quay video riêng súp cho quý vị anh chị của chú xem dễ. Thì em chấm dứt video tại đây ạ.